mật ong mùa này mẹ mình nói mua không có đâu. Mấy bạn nghe tin gì chưa? Có người tìm ra vị trí của tổ ong khổng lồ rồi đó. Tổ ong khổng lồ? Là nơi có loài tổ ong khổng lồ hả? Đừng nói là bạn tính lại đó chơi nha. Bộ ông sợ ong chích hả? Hôm bữa bị ong bình thường chích là nát cái mông rồi, bây giờ ong khổng lồ chích một cái chắc bị xịt mỡ luôn á. Nhưng mà ở đó sẽ có những bánh mật ong khổng lồ luôn, có khi mình còn được bơi trong mật ong nữa chứ. Được đó, hai đứa mình đi đi. Ê, đừng có đi, nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lát về bọn mình chia cho một tí, mình đã có cách lọt vào tổ ong mà không bị phát hiện. Cái khăn tàng hình của ba bạn lợi hại quá à. Chứ sao nữa, phát minh mới của ba mình đó. Thôi, tìm mật ong lẹ rồi rút đi, đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn ông phát hiện. Đi rồi, xông lên. Thôi tiêu rồi. Dám lẻn vào đây để lấy mật ong hả? Dám gan lắm. Vào nhà người khác không xin phép, có gì trăn trối nữa không? Mai mốt con không dám lẻn vào nhà người khác nữa đâu. Lấy vào nhà người khác lấy đồ là ăn trộm, xấu lắm. Thôi con chừa rồi, không sao không có nữa đâu. Có chừa thật không? Dạ chừa rồi, chừa rồi. Tôi cảm ơn chị đã dạy cho tụi nhỏ một bài học ha. Không có gì, giáo dục các em là điều nên làm mà. Thì ra là như vậy.